Today's show will be presented in Olexis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Xin chào quý khán giả hiền hòa, tôi là Phúc Khang, đến từ Cà Mau, Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2018, một chương trình sống động mang tên Cung đàn Hạnh Ngộ đã được tổ chức tại xã Bình Châu, cảnh sắc nên thơ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Âu Lạc, Việt Nam. Sự kiện âm nhạc hoành tráng này quy tụ những màn biểu diễn độc đáo của các nghệ sĩ Âu Lạc, Việt Nam tài danh. Điểm nhấn của chương trình là chúng tôi được vinh dự diện kiến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư qua truyền hình trực tuyến. Tình thương thánh thiện của Ngài đã bao trùm và chạm đến trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đó, tạo nên một không gian với những cung bậc ngọt ngào. Trong suốt chương trình, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần trả lời nhiều câu hỏi khác nhau của các nghệ sĩ về tâm linh và nghệ thuật. Ngài cũng có một thông cáo đặc biệt, tuyên bố ngày 3 tháng 4 là Ngày Quốc tế Nghệ sĩ để vinh danh những người nghệ sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự đóng góp sáng tạo của họ rất quan trọng cho sự tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới. Sư phụ chia sẻ, tại sao cảm ơn tất cả mọi người mà không cảm ơn nghệ sĩ? Nghệ sĩ là những người đem lại rất nhiều an ủi tinh thần cũng như vật chất, rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều sự vui mừng, sung sướng cho những người trên thế gian này. Các nghệ sĩ vô cùng xúc động, một vài người không cầm được nước mắt khi Ngài gọi họ là sứ giả hòa bình. Các vị khách quý tham dự chương trình đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư vì tài năng nghệ thuật phi thường của Ngài cũng như tình thương bao la Ngài dành cho Âu Lạc, Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức phần 3 của Cung đàn Hạnh Ngộ, buổi hội thảo trực tuyến giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và văn nghệ sĩ Âu Lạc, Việt Nam. Kính thưa quý vị, vạn vật trong cõi nhân sinh đồng một thể, vậy nên ta với em mình đâu người thiên hạ, ta với em mình từng đã thân thương, dấu chim bay dù mờ vết mây hồng, trong hương linh còn lưu vết thần quang. Khi ta khai tâm, em chứng ngộ, ngày ấy thật huy hoàng. Ngày thiên thần ca vang, ngày càn khôn liên hoan, đón em về ngôi thanh quý thiên sang. Kính mời quý khán giả lắng hồn mình trong giai điệu ngọt ngào của ca khúc Không Đâu Em, được phổ nhạc từ thi phẩm cùng tên của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, trích từ thi tập Người Tình Thiên Cổ, với phần trình bày của ca nghệ sĩ đàn tranh duyên dáng Kiều Anh. Thank you.
mình đâu là xa lạ. Không đâu em, ta từng đã thân thương. Dẫu chim bay dù mơ phết mây hồng, trong hương linh còn lưu nét thân qua. Xin cảm ơn ca nương Kiều Anh với phần trình diễn thật diễm tuyệt. Nối tiếp chương trình sẽ là phần trò chuyện giữa sư phụ và quý văn nghệ sĩ thân hữu.
Trước khi bắt đầu câu hỏi đầu tiên đến từ nghệ sĩ ưu tú Hương Dung, chúng con xin được chia sẻ với toàn thể quý vị văn nghệ sĩ, quý quan khách và đồng tu có mặt tại đây một tin mừng. Vâng, thưa sư phụ, gần đây qua truyền hình Vô Thượng Sư, chúng con vô cùng hân hoan khi biết ngày mùng 3 tháng 4 được sư phụ chọn là ngày quốc tế nghệ sĩ. Thưa sư phụ, có lý do đặc biệt nào khi sư phụ muốn dành một ngày để vinh danh nghệ sĩ không ạ? Và dịp lễ này sẽ được tổ chức hàng năm phải không thưa sư phụ? Có thể tổ chức hàng năm, dĩ nhiên phải tổ chức hàng năm. Tại vì đã từ lâu á, từ lâu lắm rồi. Mọi người trên thế giới, tôi có thể nói là mọi người trên thế giới, nam, phụ, lão, ấu, ai cũng yêu thích nghệ thuật và những người nghệ sĩ làm ra những nghệ thuật đó. Nhưng mà rất nhiều nghệ sĩ lúc sống còn thì không được tôn vinh, không được giúp đỡ, cho nên họ nhiều khi sống trong sự thiếu thốn, khổ đau, không ai biết đến hoặc là không ai mang đến. Tôi nghĩ rất lâu rồi, không biết làm thế nào để vinh danh họ. Tại vì tôi cũng là một trong những người hâm mộ nghệ thuật, yêu quý nghệ sĩ từ lúc còn bé thơ. Tôi nghĩ lâu lắm không biết làm cái gì. Tại vì người nghệ sĩ nhiều khi họ sống những đời ẩn dật, nhưng mà không phải họ quý trọng vấn đề vật chất. Dù là mình cống hiến bao nhiêu vật chất, đối với họ cũng không đủ những cái tình thương, không đủ bày tỏ những cái tình cảm mến. Tôi nghĩ lâu lắm tôi cũng chẳng không biết làm gì. Tại vì mình muốn gặp họ, mỗi người nghệ sĩ mình yêu mến, hoặc là những người nghệ sĩ mai một, không phải là dễ dàng mà gặp tất cả mọi người như hôm nay. Dù là hôm nay tôi rất hân hạnh gặp rất nhiều nghệ sĩ qua sự trực tuyến này, nhưng mà cũng chưa đủ hết. Thì tôi nghĩ ra lâu lắm rồi. Trước hôm tuyên bố cái ngày nghệ sĩ thế giới đó, tôi cuối cùng chợt nghĩ ra, hay là mình làm một ngày vinh danh cho họ. Thì mình phải kiếm cái ngày nào mà trống đó, cái ngày nào mà không có ai vinh danh ai, không có ai kỷ niệm ai đó. May quá, chỉ còn một ngày thôi, một ngày duy nhất trong năm. Mừng quá. Tôi viết lên để cảm ơn và vinh danh những người nghệ sĩ, những người làm việc cùng chung với tôi trong truyền hình Vô Thượng Sư. Họ nói, hey, bây giờ còn sớm quá, sư phụ, mình để 13 tháng 4 mình tuyên dương luôn, mới đúng ngày chứ. Thôi, có một ngày thôi, bây giờ mình không làm, mai mốt có người ta giành mất rồi, mình không có thể nào mình kiếm lại được. Cho nên hôm đó tuyên bố liền, không có đợi tới đúng ngày mùng 3 tháng 4. Tuyên bố xong tôi rất lấy làm vui sướng. Quý vị vỗ tay, vỗ tay cho những người nghệ sĩ. Có một người cộng sự nói với tôi, hãy làm mình đến ngày mai sư phụ, bữa nay tin tức sắp lên rồi, bây giờ viết vô không kịp đâu. Tôi nói, không kịp cũng vẫn ngừng lại, viết lên, đến ngày mai rủi có người khác. Người ta lấy mất cái ngày của mình thì đâu có kịp thì giờ nữa. Tại vì một ngày, một giờ, một phút, thế giới chuyển biến không ngừng. Mình biết đâu một lát nữa có người khác họ lấy cái ngày đó. Chỉ có một ngày duy nhất mà không có ai dùng để mà tưởng niệm ai cả, hoặc là một ngày nào đặc biệt. Cho nên chị hai mừng quá. Không có để kịp tới ngày mai để lên màn ảnh ngày mai mà làm ngay hôm đó. Cho nên có còn thiếu một hai cái nghề nghiệp mà không kể ra. Thí dụ như hôm đó mình không nói cái những nhà thiết kế nè. Thí dụ đó. Nhưng mà thôi quý vị tha lỗi nha. Quý vị biết là những nhà thiết kế cũng là những người nghệ sĩ. Cho nên nói nghệ sĩ thì mình nói không cùng. Không phải chỉ là những ca sĩ, nhạc sĩ, những nhà sáng tác hay là văn sĩ, thi sĩ mà thôi. Còn những vị, thí dụ như bố trí cái đài cho người ta lên để người ta trình diễn, những người đó cũng là nghệ sĩ. Nhiều khi những người nghệ sĩ vô danh nhưng mà họ cống hiến cho đời rất là nhiều.
Thí dụ như chị hai nhớ hồi đó có nhạc sĩ Đặng Thế Phong á, nghe nói khi mà nhạc sĩ còn sống chỉ giờ lều tranh vách lá thôi. Cái điều đó chứng tỏ trong cái bài Con Thuyền Không Bến á, quý vị có biết rồi ha. Ừ. Có thể nói là nhạc sĩ sống trong sự khốn cùng mà không ai biết đến. Sau khi nhạc sĩ qua đời rồi thì hai bài này rất là nổi tiếng. Cho nên rất nhiều nghệ sĩ vô danh, mình cũng phải cảm ơn họ. Tại sao cảm ơn tất cả mọi người mà không cảm ơn nghệ sĩ? Nghệ sĩ là những người đem lại rất nhiều an ủi, tinh thần cũng như vật chất, rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều sự vui mừng, sung sướng cho những người trên thế gian này. Dù là động vật, họ cũng thích âm nhạc nữa. Những con thú nhiều khi họ thích âm nhạc, rất là thích âm nhạc, chứ không phải chỉ con người mới thích âm nhạc thôi. Cho nên có thể nói là người nghệ sĩ là một vị an ủi tinh thần không thể thiếu thốn trong đời sống của thế gian này. Tại sao mình không cảm ơn họ? Mình không thể nào mọi người đều giúp đỡ hết, ít ra cũng phải cảm ơn, ít ra cũng có lòng tri ân chứ. Cho nên cái ngày nghệ sĩ thế giới này, tôi hy vọng là sẽ lan rộng tất cả mọi miền trên địa cầu, để mà mọi người đều tưởng nhớ tới những người nghệ sĩ tài ba đem sự hỷ lạc cho mình. Và nếu có thể thì giúp đỡ họ. Tại vì những người nghệ sĩ họ không biết làm những gì khác để mà kêu bằng bảo vệ đời sống của họ. Họ là một tâm hồn thơ mộng. Họ là những người chỉ sống cho tinh thần và những gì cao cả, xinh đẹp. Họ không biết cách sinh nhai như những người khác. Cho nên nhiều khi đời sống của họ rất là cùng cực. Nếu mà ai biết được, những người nào biết được những nghệ sĩ như vậy, ít nhiều nên giúp đỡ cho họ. Cái ngày nghệ sĩ thế giới này, tôi hy vọng là tất cả thế giới sẽ chấp nhận, tất cả thế giới sẽ celebrate. Celebrate tiếng Việt là gì quên à? Dạ, kỷ niệm ạ. À, phải kỷ niệm. À, phải làm kỷ niệm lớn cũng như những ngày lễ khác. Như vậy thì tôi rất lấy làm vinh hạnh và rất lấy làm vui sướng nếu mà toàn thế giới đều tưởng niệm và phải celebrate, không phải tưởng niệm không, kêu bằng cũng như ngày Tết đó, mình làm cho náo nhiệt lên á, làm tiệc tùng này kia đó hả. Ok, để cho vinh danh những người nghệ sĩ, để những người nghệ sĩ đã quá cố, tâm hồn họ cũng được thơ thới ở bên kia, và những người nghệ sĩ đang sống, dù là họ đối diện những sự khốn cùng, để đem lại cho cuộc đời nhiều hạnh phúc, họ cũng được thỏa mãn, cũng được vui vẻ ít nhiều. Và cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn sư phụ ạ. Vâng, đây quả là một tin rất là tuyệt vời phải không ạ? Xin được cảm ơn sư phụ rất nhiều. Và chúng ta lại một lần nữa tri ân tới những người nghệ sĩ được mệnh danh là thiên sứ giữa đời thường. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị đón xem phần 4 của Cung Đàn Hạnh Ngộ trên truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo là Nghệ Thuật Cao Thượng, Con Đường Thuần Chay, phần 2 của 2 phần. Cầu chúc Thượng Đế bao bọc quý vị trong sự chăm sóc thương yêu và những ước vọng cao quý của quý vị sẽ thành hiện thực. Xin kính chào tạm biệt. Thank you for your delightful presence today. Please join us for part 4 of Unification Through Heavenly Melody on Supreme Master Television. May God surround you with loving care and your noble wishes manifest with divine precision. We bid you farewell. For more details, please visit suprememastertv.com/EE